Trời ơi, đi nãy giờ mệt quá mà leo núi lên trời, ngồi xuống còn bị gai đâm nữa các bạn ơi. Trời ơi trời, không thương mình nữa sao. Mỗi một ngày là một bước đi. Yo. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn đã quay trở lại với mình là Huỳnh Kha TV đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm clip các bạn ơi. Thì lâu nay là mình làm clip là hài hước ăn uống rồi nhiều rồi. Hôm nay là mình đổi gió, mình sẽ thực hiện một cái clip đó là mình đi làm thử thách 24 giờ sinh tồn ở nơi đảo hoang. Đảo không phải là đảo hoang, cũng có người đi tới các bạn. Nhưng mà vùng đất này trước giờ nó cũng có tiếng lắm. Cái chỗ bên đây mình đang đứng hiện ở đây là Sơn Hải. Ở Sơn Hải tỉnh Ninh Thuận đó các bạn. Là chỗ đây là nó có cái tên gọi ngày xưa giờ người ta gọi là mũi dinh mũi điện. Thì tất cả xung quanh đây là ít có người ở sinh sống lắm. Người ta ở phía trên kia lại xa lắm, phía trên tuốt ở cái đồ cát kia nhà lên đó. Còn mình xuống đây là xuống dưới biển luôn rồi, xuống dưới cái chân mũi luôn, không có ai ở đó. Thì mình sẽ làm một cái thử thách sinh tồn ở đây. Ok, thì trước tiên mình muốn sinh tồn thì mình phải đi tìm nguồn nước uống và nguồn thức ăn các bạn. Trên tay trên đây mình là mang một cái ba lô và một cái sáo. Đây là cái sáo các bạn. Thì ba lô mình không có gì hết trơn á. Nãy mình có vỏ một chai nước theo mà đi dọc đường mình uống hết rồi. Bây giờ là mình xuống tới đây là mình không có còn gì nữa. Bây giờ trước tiên là mình phải đi tìm cái nguồn nước trước các bạn. Ok, bây giờ các bạn cùng mình hãy đi tìm cái nguồn nước xem thử để coi để mình có để mình sinh sống từ đây đến sáng ngày hôm sau nha các bạn. Ok. Thì nơi đây mình đang đứng đây là xung quanh là đá các bạn và biển. Đây là cái kè, những cái kè đá ở biển đây. Đây các bạn, mình không dám xuống đó, là mình xuống đó là sóng biển nó đánh một cái là nó lôi mình ra luôn. Nó sâu lắm các bạn ơi, nước sâu lắm. Ê, tình hình là biển là đi vòng vòng, bây giờ mình chưa tìm thấy nguồn nước đâu các bạn. Đây, những cái kè đá này là những cái kè đá gì mình chiếu chân mình là nước biển nó chảy vô này các bạn. Đó, những cái kè đá này là nước biển nó tràn vô đây, là có thể là mình sẽ tìm được nguồn thức ăn từ những cái kè đá thế này các bạn. Ôi, nước biển nó đánh các bạn ơi. Đó, những kè đá này các bạn. Biển đánh ghê quá, đánh mạnh một cái chắc văng luôn điện thoại các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đi tìm cái nguồn nước các bạn ơi. Ô các bạn ơi, mình đi nãy giờ cũng tìm được cái chỗ này có cái vũng nước đó các bạn. Nước đây là ở trong đâu, ở trong kia đá gì nó chảy xuống đây nè, nó động lại cái vũng này nè. Mà không biết có uống được hay không. Để mình thử coi. Thử trước coi nó có ngọt hay không rồi mình múc uống các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ thử các bạn. Nó hơi dơ, vớt mấy cái này ra. Đó. Rồi bây giờ mình múc thử các bạn. Đây các bạn, mình uống thử. Nó không có ngọt lắm các bạn ơi, nhưng mà nước này mình có thể mình uống được. Nói chung là khác là nước nào uống lại chả được, nhưng mà cái nước này nó không như nước biển, nó lợ lợ thôi. Ở như là nước nguồn trong núi nó chảy ra. Bây giờ rồi chắc chắn đây chỉ là cái nguồn nước để mình dùng để mình uống từ đây tới sáng ngày mai. Thì bây giờ chắc mình phải chạy mình đi tìm cái chai hay cái gì để mình múc cái nước này các bạn. Bây giờ mình đi tìm một cái chai. Ủa? Ở đây nó có cái chai này các bạn.
có rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái chai này mình múc cái nguồn nước hồi nãy nha. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái chai này mình múc nước cái này các bạn. Trước tiên mình phải dùng nước này để mình rửa cái chai, mình tráng cái chai rồi múc nước cho, bây giờ nó vô lắm, chai này nó vô lắm. Bây giờ mình sẽ rửa cái chai này trước các bạn. Ủa hình như cái nguồn nước này là mình test là bao nhiêu rồi nó ra là bấy nhiêu y như cái cỡ đó rồi các bạn ơi. Mình thấy hay thiệt á, chắc cái mạch ở đâu trong nước nó chảy ra hay sao á. Rồi sạch rồi các bạn, sạch rồi. Bây giờ mình chỉ múc nó. Ok mình múc được nhiêu này các bạn. Thôi múc như vậy thôi là có mình uống rồi, là mình biết chắc chắn cái nguồn nước nó sẽ ở đây. Thì uống hết cái này mình sẽ tới mình múc thêm và mình uống nó, tại vì mình đã biết được cái nguồn nước nó có ở đây rồi các bạn. Giờ mình đang đi lên núi các bạn, mình kiếm đường mình lên núi để mình tìm cái chỗ để tối nay mình có thể trú ẩn ngủ qua đêm. Và sẵn tiện mình coi thử có cái nguồn thức ăn gì để mình tìm mình ăn các bạn ơi. Trời ơi, đi nãy giờ mệt quá mà leo núi lên trời, ngồi xuống còn bị gai đâm nữa các bạn ơi. Trời ơi trời, không thương mình nữa sao. Trưa nắng các bạn ơi, các bạn thấy hình ảnh quay nó rất là chói, tại vì trưa nắng mình quay ở cảnh trên núi nữa, hơi đá rồi nó bốc ra nóng mà nắng nó chói quá. Hình có cầm nước lúc nãy mình theo mình uống. Nước lợ lợ nhưng mà vẫn uống được các bạn. Ok, mình leo lên được cái ngọn núi và bây giờ mình cũng chưa lên tới ngọn đâu. Bây giờ mình sẽ quay cảnh xung quanh núi đồ biển cho các bạn xem nha. Đây các bạn, đây là ngọn núi, đỉnh núi đá đây. Phía dưới kia là biển kìa các bạn, đó. Đó. Cao lắm. Leo nãy giờ mệt luôn. Và bây giờ chắc mình phải đi tìm cái gì đó để mình ăn các bạn ơi, trưa rồi, đói bụng quá. Mình đâu có dỡ theo cái gì để ăn đâu, mệt quá. Ok, bây giờ mình đi tìm cái trái gì mình ăn được, bây giờ không có cái con gì, không có cái gì mình sao mình ăn được, không có thức ăn gì tươi sống hết trơn á. Bây giờ mình lấy quần lại xuống biển bắt cua mà biết bắt có được hay không. Thôi bây giờ tìm trái gì ở trên rừng ăn đại đây các bạn. Wow. Nắng mà đói quá các bạn ơi. Ồ, đây nãy giờ mà không thấy cái gì ăn hết á. Mình kiếm cái trái rừng à thôi mà. Ê, có cái trái ở bên kia kìa các bạn. Ở bên đây cũng có nữa nè. Có cái trái gì để mình quay cái trái cho các bạn coi không biết ăn được không, để mình quay thử. Đây nè các bạn. Trái gì đây nè. Đây nữa nè. Ông biết ăn được không, để mình hái cho, mình hái mình ăn thử nha. Hãy ăn thử coi có được không. Không biết trái này tên gì nữa các bạn ơi. Nhiều lắm. Phía bên kia mình thấy cũng còn nữa kìa. Đây này các bạn. Để mình ăn thử coi thử nó xem sao. Ở ngoài kia nắng quá các bạn.
mình vô trong đây mình ngồi trong mép mình để mình ăn thử cái trái này có được không? Đây nè các bạn, trái này mình thấy lạ lắm, lần đầu tiên mình thấy trong rừng luôn. Ok, bây giờ mình ăn thử các bạn, không biết có sao không đây. Thôi mà đói quăng lại đi. Để mình ăn thử trái nữa. Cái hộp ở trong nó có mấy cái hộp nhỏ nhỏ các bạn. Hộp nó thì mình nhai trúng cái hộp nó hơi chát tí. Còn cái nước nó hơi ngọt ngọt. Cái vỏ nó cũng hơi chát chát. Nói chung cái ruột của nó các bạn ăn vô các bạn tưởng tượng nó giống như là cái trái hồng, cái trái hồng mình mua ngoài chợ các bạn. Trái hồng màu đỏ đỏ gọi nó còn sống mà nó màu vàng vàng, người ta kêu là trái hồng giòn á. Thì mình nó chín cái màu đỏ mình ăn trái hồng á. Đó, nói chung là cái này tưởng tượng trái đó vậy các bạn. Nhưng mà ăn ngon lắm, nhưng mà không biết nó ăn có sao không. Thôi mà kệ cái ăn đại đi. Giờ đói quá không có gì ăn nữa sao, giờ mình xuống biển bắt cua nữa chứ chắc là đói chết luôn. Hái cái này ăn đại đi các bạn. Cũng được đấy các bạn. Ngon đó. Thấy còn sống mà nồi chén các bạn. Ok. Bây giờ mình sẽ hái đến đây mình ăn nha. Để thọ qua buổi trưa, trù qua buổi trưa các bạn. Mình ăn trưa xong rồi các bạn, ăn mấy cái trái đó đổ đi. Rồi bây giờ mình chắc mình nắng quá, mình tìm cái chỗ nào để mát mát mình núp đi. Rồi hôm xế xế chiều rồi mình đi kiếm chỗ nào để mình có thể trú ẩn qua đêm. Rồi sẵn mình tiện mình đi tìm thức ăn buổi chiều luôn. Ok, bây giờ chắc mình phải đi tìm chỗ mát nào mình núp thôi các bạn ơi, nắng quá. Thì ok, thì đi nãy giờ cũng mệt rồi các bạn, mình đã tìm được cái chỗ mát mát. Chỗ đây nè, đây nó phất cái hòn đá phía trên mặt trời kia đang đi ngã về hướng Tây. Là mình ngồi này phía dưới đây là phía dưới hướng Đông nè. Phất cái hòn đá này cho nên mát, mình chỉ ngồi đây mình nghỉ. Ok, mình nghỉ tới khoảng tầm chiều chiều mát mát thôi. Rồi mình ra mình đi kiếm cái chỗ nào mình có thể ngủ được. Để ngủ để che xương rồi á. Dưới kiếm cái đồng đá nào hay là cái cây đá đó mình ngủ đỡ chứ. Rồi chiều nay mình đi tìm thức ăn luôn chứ bây giờ mệt quá. Ngồi đây nghỉ anh em, ok. Giờ này nãy giờ mình nằm đây chắc giờ đây cũng chiều rồi các bạn ơi, thấy mình thấy nắng ngã rồi. Ok, giờ này là chắc mình phải đi tìm, mình ra ngoài kia mình tìm coi thử có cái gì để ăn buổi chiều được chứ. Hồi trưa ăn có mấy cái trái kia mà giờ mình cảm thấy đói bụng các bạn ơi. Bây giờ mình chắc mình phải ra mình săn mình coi dưới biển kia có cái gì không chứ bây giờ là đói bụng quá. Ok, mình ra mình gặp, nói chung là gặp con gì bắt con đó có thể ăn được thì cứ bắt nha các bạn. Ok, giờ ba lô rồi mình để ở đây đi. Giờ đổi nốt lên ra mình cái bãi biển kia mình kiếm cái gì để ấy. Bây giờ mình xuống tới mấy bờ biển rồi các bạn ơi. Giờ thả về ra luôn rồi. Bây giờ lúc này lội nước là mình xuống, mình lội xuống thử mình coi thử có con cu hay là con ốc gì thì mình bắt mình ăn được thì ăn, ăn được bữa chiều nay nữa để sống qua đêm sáng mai, chứ không là sáng mai là ở nhà mình ồn ào nghe đông vui lắm các bạn ơi. Ok, thì mình sẽ đi xuống đây nha các bạn. Đó mấy bạn ơi,
ở dưới đây nó có mấy cái con cá gì đây nè. Nước này nè mà ngó gì chứ lộ xuống là tới hén á các bạn ơi. Mà chắc cá lanh xuống bắt chắc chắn là không được rồi. Và bây giờ mình phải đi coi thử có con ốc hay con cua gì mình bắt thôi các bạn. Đây các bạn, đây là mình qua chỗ đây nước tương đối là cạn. Bây giờ mình chỉ lội xuống cái vòng vòng đây mình coi có cua hay có ốc gì mình bắt hay các bạn. Chứ bây giờ là cá là bắt không được rồi đó. Chỗ này nước tương đối là cạn mà lội phải cẩn thận nha các bạn ơi. Mấy con hầu nó đâm vô cái chân mình là khó chịu lắm. Các bạn, bây giờ mình mò mấy cái đá này, mình nãy thấy mấy con cua nó chạy vô đây các bạn ơi. Bây giờ mình kiếm thử coi thử. Mà cua nó lanh quá các bạn ơi. Bắt bây giờ bắt không được không? Để lên đây mình lượm đá mình phang nó thử. Mấy con cua này nó lanh lắm các bạn. Bây giờ mình thấy hai ba con luôn bắt không được không? Trời ơi, nó lành quá các bạn, quăng cái nó chạy hết à. Coi qua coi có con ốc đồng lụm luôn chứ. Nhiều quá. Ôi, nó chạy hết rồi các bạn ơi. Cái kiểu bỉ này sao mà bắt có đồ ăn đây trời. Chà, các bạn thông cảm nha, mình ở trong là mình không có cái quần đùi cho nên mình không dám cởi ra nó không có lộ hàng hết các bạn. Ok, bây giờ chỗ này mình có mình chuyển chỗ các bạn. Không được cái con gì hết các bạn ơi. Cua rồi ốc rồi thì leo dưa hết. Bắt khó bắt quá. Một mình không bắt được. Phải có hai người, người chọn người đuổi người bắt. Cua nó lanh quá các bạn. Ốc thì không thấy con nào. Cái tình hình này chắc mình phải lên trên núi là mình kiếm cái trái gì mình ăn thôi. Chứ cái tình hình này là nhịn đói ở dưới đây là chắc luôn rồi. Dưới đây mà kiếm đồ ăn hơi khó. Tại mình đây mình không có chuẩn bị đồ gì hết. Để bắt mấy cái con cua con còng này. Đúng ra người ta phải chuẩn bị vợt, người ta chuẩn bị đồ bẫy đồ, còn mình không có, mình đi hai bàn tay trắng rồi. Ok, bắt không được thì mình phải đi lên rừng mình tìm thức ăn thôi các bạn. Mà rừng thì cũng không có bẫy có gì hết, mình không cầm bẫy có gì hết, thì bây giờ mình chỉ tìm những cái trái gì ăn được mình ăn thôi. Để ăn để buổi chiều này sống qua đêm nay, chứ bây giờ tình hình này là không ổn rồi các bạn ơi. Trời ơi là trời. Là bắt không được cái gì hết các bạn ơi. Giờ là đói bụng quá các bạn. Chiều rồi, gần tối rồi. Bây giờ tranh thủ mình lên rừng để mình kiếm cái trái gì ăn cho đỡ đói rồi mình xuống lại. Mình kiếm vô đây mình ngủ. Chứ mình không có đem đèn pin theo các bạn. Nước cũng còn hết rồi, mình tranh thủ mình lên trên rừng rồi mình kiếm gì ăn rồi mình mới xuống lại cái chỗ mà mình lấy nước hồi sáng á. Chỗ đó nó xa lắm, dưới tuốt kia lận. Giờ mình lên trên đây mình kiếm chỗ nào để mình có cái trái gì mình ăn cho đỡ đói đi chứ. Hồi trưa mình đã ăn cái trái rồi, giờ này nó đói rồi. Bây giờ mà ăn thêm cái trái gì nữa tối nữa chồng thêm đói nữa, nhưng mà kệ kiếm ăn đổi chứ biết sao giờ. Wow, trời. Lần đầu tiên mình sinh tồn á các bạn. Trước giờ mình đâu có sinh tồn đâu. Làm những clip hài vui cho các bạn, trước có nhiều bạn cặp bảo mình đi sinh tồn đi. Ok, bữa nay mình đi làm một clip sinh tồn các bạn xem. Các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mạnh cho mình để mình làm clip sinh tồn thì mình đói rã người mai mà không biết mình tồn tại hay không ấy. Ôi trời. Cho mình cảm thấy mình kiệt sức rồi này, kiệt sức các bạn. Bây giờ mình bò lên núi kiếm đồ ăn. We'll be right back.
đi sớm giờ mà không thấy cái gì vô các bạn ơi. Chắc phải quay lại hái cái trái hồi sáng, hồi trưa ăn quá. Mệt và đói nữa. Thôi không ổn rồi, không có gì ăn hết. Chắc mình phải quay lại mình hái cái trái lúc trưa mình ăn thử các bạn. Ok, nhiều quá trời rồi. Rồi thì bây giờ thì mình xuống núi các bạn. Xuống dưới phía dưới kia, dưới chân núi đó tìm cái chỗ nào để ngủ rồi sẵn mình múc thêm nước để mình uống. Hết nước rồi. Tình hình là mình xuống núi rồi các bạn. Thì mình phát hiện đây, bên sau lưng mình đây, đây nè, chỗ này mình có thể ngủ qua đêm được này các bạn. Đây đó, để mình quay cho các bạn xem nha. Đây các bạn, đây chỗ đây mình sẽ ngủ qua đêm đây đó. Trên nó có một hòn đá rất là lớn, chi lại không có mưa tẹt vô được đó. Còn phía bên đây là để mình leo lên đây. Trên đây là một bãi đá rộng lắm các bạn. Mình ngồi lên là mình có thể nằm ngủ được đây luôn. Ok, bây giờ là mình sẽ qua bên kia mình múc một cái chai nước để mình có, để mình qua đi lại mình uống nha các bạn. Rồi mình đêm nay mình sẽ ngủ tại đây luôn. Ok. Thì mình đã múc được cái nguồn nước lúc sáng rồi các bạn ơi. Bây giờ mình quay lại cái chỗ kia để mình kiếm củi mình đốt lửa lên mình sưởi ấm cho đêm nay, cho trời cũng nhá nhem tối rồi. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại đó mình kiếm củi mình đốt các bạn. Ok, mà đêm nay mình sẽ ngủ ở đây các bạn, lấy được lửa chai nước rồi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một đống đốm lửa và mình sẽ đốt lửa ngay góc này sưởi ấm để mình được ngủ qua đêm nay rồi nhớ nhem tối rồi. Ăn thì không có no gì cho lắm mà bây giờ nó cũng sức, nó cũng kiệt rồi. Bây giờ mình chỉ trông được một giấc ngủ thôi, nhờ kiếm củi mình giờ mình đốt thêm đống lửa để mình cho ấm để mình ngủ các bạn. Ủa,
Ủa chết rồi, cái hột việt. Cái hột việt đâu ta? Ủa chết rồi. Ủa? Ủa cái này là cái đôi gương đeo đây là của cái hột việt đâu? Chết rồi. Chết rồi, hình như mình mang quên đi một quẹt theo rồi sao các bạn ơi. Rồi, ơi quên đi một quẹt theo rồi. Giờ này mua ai mà bán nữa. Trời ơi trời, thôi luôn. Không có quẹt theo đốt lửa đây. Quên đi cái hộp quẹt luôn rồi các bạn ơi. Hộp này đựng đựng cái gương, cái đôi gương mình đeo á ở ngoài đường cho khỏi bụi á. Trời ơi xong luôn. Ăn thì không no các bạn. Mà bây giờ là phải ngủ như thế này không có lửa ấm mà mình lạnh nữa, không có gì đắp cho mà mình đi, mình đi chỉ có một bộ đồ này thôi, không có cái bộ thứ hai đâu. Bây giờ là không tắm rửa không gì hết luôn. Ok, bây giờ là mình sẽ chắc chắn là sẽ ngủ ở đây rồi, không còn chỗ nào khác nữa. Ok, thì chắc đêm này phải chịu lạnh thôi các bạn, không còn cách nào khác nữa, phải đi phải chịu lạnh thôi. Rồi xong luôn rồi các bạn ơi, không ổn rồi. Thôi đói bụng quá, ăn hồi nãy được có nắm cái trái đó các bạn, không biết trái gì nữa, nhưng mà giờ này nó vẫn không có no. Rồi ok luôn. Bây giờ chắc là cái bụng này phải ráng mà ngủ qua đêm nay để sáng mai xong cái thử thách rồi mình về nhà các bạn ơi. Không có quẹt luôn rồi, xong lạnh luôn, lạnh lẽo luôn. Tình hình là quên hột quẹt cho nên không có đốm lửa được các bạn ơi. Giờ phải ngủ qua đêm chỗ cái tảng đá này, sao nói cái này lạnh thế trời. Tối luôn rồi, nãy giờ đâu có đốt, đâu có cái gì đốt lửa đâu cho ấm các bạn. Trời ơi, em nằm đây luôn quá. Đây là cái thử thách đầu tiên 24 giờ của mình các bạn, cho nên chưa có kinh nghiệm cho lắm. Thử ra mới quên đồ từ lưa hết. Quên hột quẹt là quên đồ, ăn thì không có đủ no nữa, ăn có mấy cái trái bậy bạ không à. Giờ phải ráng ngủ đi, đúng cái thử thách để sáng mai mình ráng mình bò về. Nếu mà nằm ngủ đây mà tình hình nếu không ổn định thì sáng ngày mai này có thể là không có cái video này nha các bạn. Ok. Bây giờ là mình nằm ngủ ngay đây các bạn ơi. Trộn. Đó. Rồi. Đây tảng đá này nó có cao cao đấy các bạn. Đó mình nằm xuống đây mình ngủ luôn rồi. Là vừa luôn. Giờ phải xả đi áo rồi ra cho nó đỡ lạnh các bạn, mang giày luôn chứ mình không có dám thả giày đó, chứ nó lạnh quá mà không có cái gì đắp nữa, mà không có lửa đốt ấm nữa. Cái dòng mà ăn còn đói đói chưa có no mà ngủ lạnh nữa là chịu không nổi các bạn ơi. Dỡ ra đây nữa, thả xuống cho nó ấm ấm rồi dễ ngủ. Rồi ok, hôm nay mình sẽ ngủ ở đây. Nên là đây là lần đầu tiên mình ngủ một mình ở một cái rừng núi thế này các bạn. Ngày xưa mình đi ví dụ là mình có ngủ rừng rồi, nhưng mà mình ngủ là thuộc dạng là số lượng đông, lính đông mà các bạn. Thế hành quân ngủ rừng số lượng đông, mà bây giờ lần đầu tiên là mình ngủ một mình ở nơi rừng vắng như thế này, hoang sơ mà ăn uống không đủ no nữa. Tình hình là không biết sao. Thôi mà kệ đi. Thôi mình xin phép các bạn, chắc mình ngủ chắc các bạn ơi. Mệt mỏi quá.
Sáng rồi các bạn ơi. Lạnh lắm các bạn ơi. Ui, nằm co đôi gấp rúm cả đêm luôn. Sáng rồi. Lắm, lần đầu tiên mà tôi xách 24 giờ rồi giờ này đói bụng nữa. Giờ này đói mà còn lạnh rồi. 24 giờ trên đảo. Ui trời trời. Quảng rồi các bạn ơi, đói bụng lạnh luôn. Rồi ơi, chắc bạn nhớ like và đăng ký kênh đúng không cho mình nha. Cái kiểu này chắc thường thường là lầy là lội hài hước. Bây giờ hài hước nữa các bạn ơi, đuối luôn rồi. Mà bây giờ lén bò về tới nhà á. Ok, cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báu ra để ký xem cái clip của mình nha. Thì bây giờ chắc clip của mình cũng xin kết thúc ở đây để mình còn bò lên kia mình về nữa các bạn ơi. Không là bò xác ở đây các bạn ơi. Bây giờ mình kết thúc ở đây. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và thành công trong cuộc sống nha. Giờ mình xin hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha. Bye bye.